cái này đó nó thuộc nửa mạnh nửa yếu. Mà cái chậu, cái văn thế của cái chậu này được đó phải xài một cái cây mạnh. Cây dòm thấy có lực, không thể xài một cái cây mà cái văn thế nó yếu. Văn thế của cái cây phải có lực mạnh thì xài những cái loại chậu này. Còn cái văn thế cây nó có vẻ nó lắc chút chân quỳ thì mình có thể xài cái cây văn thế nó nhẹ chút thì nó phù hợp. Có trả lời được cái câu hỏi anh thắc mắc không? Để hỏi chung để cho mọi người cùng học hỏi. Đúng rồi, nhưng mà cũng như là câu trả lời có thỏa đáng cho em không? Dạ. À, em còn thắc mắc cái gì cứ hỏi. Bên nếu trong các triển lãm người ta có kỵ cái chuyện ví dụ như cái chậu lục giác ấy, người ta có kỵ cái chuyện cái chân nó xoay lên chính giữa mặt tiền. À, cái chậu đây rồi bây giờ mình nói là cái chậu tròn hay lục giác. Mình thường thì mình nói tròn lục giác mình vô cỡ nào cũng được hết trơn, mình xoay qua xoay lại được trạch không được, chậu nó có chân. Đây anh, đây nó có chân, cái này là rõ nhất nè anh. Ví dụ đi, đây ba chân nè, cái ba chân đó anh em chú ý nha, chậu ba chân là cái nằm cái đây. Mặt cái chân đó nằm về nó có chân chứ mình không có nói là chậu tròn, bây mình cứ bỏ nó vô rồi mình xây cỡ nào cũng được hết trơn. Xây một là mình phải chọn cái mặt nó ngay cái chân trước, hai là chọn cái mặt nó chính giữa hai chân. Đó là một cái vấn đề mình muốn nói nữa. Tùy theo cái thân cây của mình, thường thì chậu tròn cạn. Đây cái dáng chậu này là mình xài cho cái thế văn nhân. Các em hiểu cái thế văn nhân chứ hả? Vâng. Các em nào thắc mắc cái thế văn nhân không? Dạ. Để mình giải thích ra cho hiểu rõ hơn. Này không. Bình thường cái thế văn nhân thì người ta xài cái chậu cạn tròn cạn. Còn những cái chậu tròn mà cao á, hay là bầu dục lục, à xin lỗi, lục giác bát giác đồ á, là người ta xài cho bán thác độ. Bán thác độ, chậu vuông sâu xài cho thác độ. Nếu mà bán thác độ mình xài chậu vuông thẳng góc thì cái chậu nó quá cứng với cái bán thác độ. Mà thác độ mà mình xài chậu tròn á thì nó lại quá yếu, không đứng không vững. Cho nên khi cái chậu tròn mình nhớ khi mình vô chậu, một là mình chọn cái điểm này, hai chân hai bên, hai là mình chọn cái điểm này cho cái thế văn nhân. Mà khi mà mình chọn cái chân nó nằm ở phía trước thì cái thế văn nhân cái cây đó đó nó hơi nghiêng lượng qua một bên, nó có một cái mềm mại của nó qua một bên đó, thì mình nên chọn cái chân nó nằm ở phía trước. Còn cái văn nhân của mình mà nó hơi, cái thân cây nó hơi cứng một chút xíu thì mình lại chọn cái mặt nó ở giữa hai chân. Em có thắc mắc về cái vấn đề này không? Tôi có ý kiến như vậy nè, tôi thì tôi bị một lần rồi, không phải cái chậu mà tôi bị một cái lư hương á, em nhớ cái lư hương không? Ba chân đó. Tôi để, tôi vô tình tôi để thôi. Khi mà đệ lên bàn thờ nhà tôi đó thì tôi bị một ông thầy ông tới một trong cây. Ông nói cái lư hương đó, cái này nè, nó bắt buộc cái chân này nè, bắt buộc phải ra mặt trước. Tôi lúc hồi đó tôi đâu có nghĩ tới cái chuyện cái lư hương mình để lên thôi, nhưng mà đâu có nghĩ đâu, đúng rồi, cứ để lên thôi. Nhưng mà
đến một ông thầy á, một ông thầy nó rất là già rồi đó, ông chỉ tôi nói cái này nè, nằm ở trong giữa này. Đó, cho nên hồi nãy đó, tôi chọn một cái chọn cái ba chân này để anh em có một cái bài học. Tôi thì tôi bị được như vậy rồi. Rồi đó thầy thì cứ cho tiếp tục. Cái văn văn thế văn nhà anh mà mình xài cái chậu cạn này đó. Cái chân đây. Phía trước. Mà nếu cái chân mình mà hư cứng chút đó, thì mình có thể chọn đây. Ở giữa này. Tuy nhiên cái này vẫn là cái ưu điểm. Chính nhiều khi khi mình ra chuyện làm có nhiều người rồi. Để cái